Vừa rồi thì đã có rất nhiều những cái vùng nông thôn của cái thành phố Thạch Gia Trang, Thành Đài đã bị quản lý theo kiểu của phong trào khép kín. Tại Bắc Kinh thì quận Thuận Nghĩa là cái quận cửa ngõ của Bắc Kinh cũng có toàn bộ những cái khu vực nông thôn cũng sẽ bị khép kín theo cái diện phong tỏa như vậy. Ngoài cái cách kiểm soát là 14 ngày cách ly ra thì Bắc Kinh còn nhấn mạnh thêm là phải có cách ly 7 ngày tại gia nữa. Những cái người mà thường trú tại Bắc Kinh nếu mà ra khỏi tỉnh, ra khỏi thành phố thì đều phải có cái xét nghiệm axit nucleic an toàn trong vòng 7 ngày trở lại. Và những cái người mà ngoại tỉnh vào Bắc Kinh thì tất nhiên là họ cũng sẽ được kiểm soát một cách rất cao hơn. Ngoại trừ học sinh bậc giáo dục đại học thì đa số là đang học với hình thức trực tuyến. Còn những học sinh từ lớp mẫu giáo mầm non cho đến cấp 1, 2, 3 thì vẫn đến trường bình thường. Mọi hoạt động ở Bắc Kinh thì vẫn diễn ra bình thường. Nhưng người dân Trung Quốc thì họ chấp hành cái quy định phòng chống dịch của nhà nước rất là cao. Ở tất cả các nơi công cộng thì họ thường là đeo khẩu trang. Vào trung tâm thương mại cũng như là siêu thị thì họ thường phải bị kiểm tra thân nhiệt cũng như là đưa ra mã vạch sức khỏe. Đối với bản thân mình thì công việc của mình ảnh hưởng rất lớn từ khi có dịch. Mình rất hy vọng là dịch bệnh mau qua để mình có thể trở lại với cái công việc trước đây của mình. Ở thời điểm hiện tại, chính phủ Pháp đang ban hành luật giới nghiêm. Tất cả người dân không được ra đường từ 6 giờ tối hoặc từ 8 giờ tối, tùy thuộc vào nơi bạn sinh sống. Các hoạt động giải trí như quán bar, nhà hàng, khách sạn hoặc rạp chiếu phim cũng bị hạn chế và đóng cửa. Tuy nhiên thì người dân vẫn được tham gia các phương tiện giao thông công cộng và phải chấp hành nghiêm ngặt các quy định về vệ sinh cá nhân, rồi đeo khẩu trang 24/24 khi bạn đi ra ngoài. Trong tình hình chung như thế này thì sẽ không có một sự hỗ trợ đặc biệt riêng nào từ chính quyền sở tại tới cộng đồng người Việt hoặc là bất kỳ một cái quốc gia nào hết. Về vấn đề thu nhập thì trong gia đình tôi thì nó vẫn ở mức ổn định, tuy nhiên là cũng vẫn phải có một số kế hoạch chi tiêu mình phải tiết kiệm hơn. So với lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp lần đầu tiên thì không có quá nhiều khác biệt. Các hàng quán thì vẫn tiếp tục hoạt động cho tới 8 giờ tối và được phép bán rượu cho tới 7 giờ. Các công ty được khuyến khích cho nhân viên làm việc ở nhà. Sinh viên tụi em vẫn tiếp tục duy trì việc đến trường học. Tuy nhiên có một số bộ môn thì sẽ được học online. Một số bộ môn thì vẫn tiếp tục phải đến trường nghe giảng. Nhưng cái giờ học nó đã được rút ngắn đi rất nhiều. Chính quyền thành phố Tokyo lần này thì chưa có động thái gì là sẽ hỗ trợ về mặt kinh tế như lần đầu tiên nữa. Cái lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp thì nó không phải là một cái lệnh bắt buộc đối với người dân. Người dân được khuyến khích là ở nhà và hạn chế tối đa các hoạt động xã hội. So với lần đầu tiên thì mọi người không còn nhiều hoang mang và bàn tán nhiều nữa về các số ca nhiễm. Mọi người vẫn đang hy vọng rằng vào cuối tháng 2 sẽ có vaccine và vaccine sẽ hoạt động tốt để cái tình trạng này nó được ổn định trở lại và có thể kiểm soát dịch.